Chào các bạn. Đây là cái bo G5 được lắp trên một cái chiếc bếp từ với thương hiệu là Chef nhé. Và cái video này mình thử sửa nó, nhưng mà cái nội dung video này mình sẽ nói về cái tâm của người thợ trước đã. Đây là một cái bo bếp từ mà mình gọi là bo G5 ấy. Mình sửa rất nhiều và mình cũng đã chia sẻ cho mọi người vài video về cái sửa cái ban khối nguồn của nó rồi. Nó có cái ban đặc trưng ấy, đó là hay bị lổ cái khu này. Và gần đây nhất mình cũng sửa một cái ban cho một cái bác ở rất là xa, mình không nhớ đâu nữa, nhưng mình tí nữa mình sẽ tìm cái video đấy, chờ mình sẽ để một bình luận cho chúng ta tham khảo. Thì đây là một cái bo, một cái bếp từ của một bác ở dưới nội thành Hà Nội. Bác ấy đã thuê xe đi lên tận trên nhà mình, thuê xe họ tìm kiếm địa chỉ, bởi vì họ xem bác ấy có vào có YouTube, bác ấy xem được những video mình sửa về cái bo này. Bác ấy gửi lên cho mình để mình sửa cho bác ấy. Nhưng mà trước khi mang tới mình ấy, thì là khi bị hỏng ấy, bác đã đem cho một cái anh thợ ở gần nơi bác ấy ở sửa. Với cái lỗi của nó ấy, thì là chỉ là bị, đây chúng ta sẽ thấy nó cháy đen và nó nổ đây. Ban đặc trưng do dán do thạch sùng nó vào, nó hay nằm ở đây và nó bị chập lỗ. Thì mình sửa 10 con này thì cả 10 con chỉ hỏng khối nguồn cấp trước thôi, là sửa nó ok, gửi đi và gửi lại. Do đó mà mình luôn là lấy rẻ hơn để cho mọi người đỡ mất tiền thêm mọi người nhé. Nhưng dạo gần đây mình định chính, dạo gần đây mình rất nhiều việc nên mình cũng không nhận nữa, nên các bạn thông cảm. Rất nhiều người muốn gửi cho mình nhưng mình không nhận. Chỉ có một số người là họ tìm đến tận nhà thì mình bắt buộc mình sẽ nhận, nhưng mà mình sẽ phải bố trí thời gian. Như cái này mình nhận một tuần rồi. Và bác ấy có nói là sửa được hay không không quan trọng, bởi vì bác đã xác định là bỏ bếp này. Bởi vì tại sao? Là con này đầu tiên hỏng khối nguồn, đem đến cái thợ ở gần nhà ấy, thì thợ ấy mới tháo ra, thợ ấy bảo ui cháy thế này, rồi thợ đo con này chết, chết rất nhiều. Thế là sau đó là sửa hết hơn 2 triệu, mình đính chính cho hình như là 2 triệu 3 nhé, rất là cao, mà chỉ là điên. Sau đó về dùng được một vài ngày thôi thì lại hỏng không lên được nữa, thế là tất nhiên là người ta lại phải đem lại thợ. Thì bắt đầu thợ để đấy, khi đem đến lại thì bắt đầu tháo ra ấy, thì là cái cụm này thợ đấu lối lại linh tinh luôn, dây dở ra rất rất nhiều, nhưng mà họ đã tháo bỏ hết rồi. Nếu mà cái anh thợ này mà theo dõi cái kênh của mình ấy, thì khả năng anh sẽ làm cái khối nguồn này rất đơn giản luôn, bởi vì mình đã chia sẻ rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu ấy, là không phải những cái, có những cái anh ấy, người ta chỉ chăm kiếm tiền, người ta không tìm hiểu, không mày mò học hỏi thêm mọi người nhá. Thế là khi tháo đến thì mình nói cho mọi người về cái nội dung cái bác này ấy, thì chỉ là người dùng thôi nên bác không hiểu về ấy. Nên khi tháo đến thì bắt đầu bác anh mới nhìn, ô những cái con này thì vẫn là zin bản, chưa thay thế gì, mà cái lúc trước thì đã bảo là hỏng hết. Ơi thì người ta bảo đây là cái bác ấy nói chuyện cho mình như thế nhá, tức là bác ấy chỉ là lúc đầu khi chưa bỏ ra hơn 2 triệu thì là người ta mới, thợ mới bảo là hỏng con này. Thì bác cũng nhìn thì nó như thế. Nhưng sau khi sửa xong rồi, mình sửa khối này mà câu dây linh tinh ấy, thì về ông hỏng lại tháo ra thì bác ấy lại nhìn thì ô chỗ này vẫn nguyên, đã chưa sờ động con nào mà lại bảo hỏng. Thế là vì đã mất tiền rồi thì bắt đầu là bác này vẫn phải để lại cái bếp này để cho cái thợ, người thợ người ta sửa. Sau khi người thợ người ta sửa, người ta làm rất nhiều nhưng người ta không làm được. Và khi bác ấy đến ấy, người ta bảo là bị chết con IC MSU này rồi, chết con IC này rồi nên không có khả năng sửa nữa. Thế là bác ấy ngậm ngùi, bác mất tiền, bác là bác không lấy lại tiền hay là bác ấy thế nào đấy thì mình không rõ. Tóm lại bác đã mất hơn 2 triệu nhưng không sửa được. Do đó mà bác mới xem kênh của mình, bác mới bảo gửi lên cho mình xem mình có sửa được không. Không sửa được thì cũng không quan trọng, bởi vì là thì mình nhận được, mình nói luôn, nếu mà nó chỉ hỏng khối nguồn này thì trong tầm tay của mình đã chia sẻ những cái video để cho những cái bạn thợ non đến mấy các bạn cũng có thể làm được rồi. Và nếu mà nó hỏng con MSU này thì mình cũng chịu, bởi vì mình không có. Thì mình sẽ nói cho bác ấy là mình sẽ giới thiệu cho bạn thợ là có cái bo này bán cho bác ấy. Mình không có thời gian làm sâu, mình không có thời gian mình lấy lại để mình lấy kiểu như dạng như là lấy chênh lệch gì cả. Mình sẽ giới thiệu trực tiếp cho bạn thợ mình có một vài bạn thợ thì ông ấy cũng hay làm cái bo G5 này mà. Thực tế thì trong xã hội thì con người mỗi người một tính, nó có cái gen này gen kia, người tốt người xấu rất là nhiều. Thế nó mới gọi là xã hội. Thì kể cả các ngành nghề thế, thì có người người ta tốt, người ta thật thà,
Có những người thì người ta lươn lẹo, người ta chỉ nhăm nhăm lừa kiếm tiền thôi. Thì trong vấn đề nghề sửa chữa như thế thì có rất nhiều thợ người ta không có tâm. Những cái video mình chia sẻ ngoài kiến thức ra, mình còn chia sẻ cho mọi người về cái tâm của người làm thợ. Bởi vì chúng ta trong tâm của mình ấy, bây giờ mình khẳng định mình ra đường mình nhận được tiền, có khi cái tiền đấy mình còn bảo là phải làm sao để trả cho người. Ấy như hôm nọ vợ mình đưa con đi học, nhặt được một cái điện thoại iPhone. Chả biết là cái iPhone hay cái Samsung mình cũng chả để ý, và lúc đấy là sau đó là nhặt ở đường ấy. Xong sau đó là đi về mới vứt điện thoại ở chỗ mình ấy, mới bảo là cứ để đây nhá, xem tí có người xong đến ấy, có người gọi thì bảo đến đấy. Thế là sau vừa đẻ xong đấy thì bắt đầu có người gọi, thế là gọi cái vợ mình nghe, mình không nghe, lúc đấy mình đang làm cái gì, buổi trưa mình hay ngồi mình làm mà. Thế là vợ mình nghe, sau đó mới bảo là đến ra Nam Cương vào quán Vũ Kiên sửa điện tử mà lấy. Thế là sau đó là có hai thanh niên đến, mới bảo là em xin cái điện thoại. Thế là mình mới bảo là đọc số điện thoại của điện thoại đi. Thế là họ đọc số, thế là mình dùng điện thoại của mình gọi và đúng cái điện thoại để kêu là, thế là mình giả. Thấy thì thực ra là chúng ta ấy, là không phải đồ của mình thì chúng ta không nên lấy. Cũng như là mình làm ấy, mình sửa chữa này, mình làm bằng thật, thiết bị của họ hỏng, mình làm bằng được và chạy được bình thường thì mình đã có công. Và tất nhiên cái công thì mình luôn báo giá trước, hoặc là những cái mình chưa báo giá được thì mình sẽ kiểm tra trước xem hỏng hóc như nào, sau đó mình điện mình mới báo người ta. Thì khi mình làm nhá, thì đơn giản nhất như tivi ngày xưa, tivi tinh thể lỏng nó đắt đấy, thì mình sửa xong mình hay bảo hành 3 tháng. Mình còn nói cho khách như này là cháu bác về thì vừa mới sửa, để bác chạy nhiều hơn, chạy nhiều vào để xem nó còn lỗi lại như thế thì cháu sẽ sửa cho, chứ nếu mà quá thì là cái linh kiện quá thì người ta bán linh kiện cho cháu thì người ta chỉ bảo hành như thế thôi, quá thì cháu không bảo hành được nữa thì cháu cũng không làm gì được. Nhưng mà đến bây giờ TV nó rẻ thì mình quay lại giống bạn thợ mình chỉ bảo hành 1 tháng thôi, kể cả bếp tự cũng thế, mình chỉ bảo hành 1 tháng. Trong tầm của mình thì như trong 1 tháng nhá, mình đính chính trong 1 tháng có nhiều cái mình sửa bọ ban này nhưng hỏng thì người ta vẫn đem lại. Nhưng mà mình thấy hỏng nặng quá, mình không sửa hoặc là sửa chi phí nó cao thì mình sẵn sàng mình không làm nữa và mình trả lại tiền, coi như là mình không có công. Không có công, đó là cái vấn đề là liên quan đến giữ khách nhá chúng ta các bạn nhá. Như cái anh bác thợ này, anh thợ này thì mình khẳng định luôn ấy, là cái bác khách này sẽ hỏng hóc bếp từ ấy, hỏng hóc thiết bị gì, không bao giờ đến cái bác khách nữa. Và bác tôi coi như là cái anh thợ này là mất cái khách này rồi gia đình anh đấy này, rồi có thể là người thân của anh đấy nữa, hoặc là bạn bè của anh đấy, mà người ta sẽ kể chuyện và cái ông kia thợ kia sửa không có tâm, sửa lừa lọc. Ngày nay thì nghề sửa điện tử thì từ ngày xưa rồi người ta hay có cái suy nghĩ là cái chấm 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 cái mối hàn là được tiền rất nhiều, nên là ngày nay là thợ điện tử rất là đông. Và mình khẳng định ấy là những cái người thợ mà có trình độ thì không nhiều. Bởi vì tại sao? Nhiều như ông ấy, người ta chỉ chăm chăm kiếm tiền, người ta học mót, học vớ vẩn thôi, là người ta là đi người ta mở cửa hàng và người ta làm, người ta chỉ nhăm nhăm là lấy tiền của khách nhưng mà không có tâm. Và như chúng ta thế, kiểu như ngày xưa thời xe máy nó đắt ấy, đi sửa xe máy toàn bị cháo đổi đồ, và là cái đồ này thì không hỏng đâu, người ta biết là cái cổ chì cháy rồi nhưng người ta sẽ tháo bung tháo bành ra, người ta bảo là thay con này thay con kia để người ta bỏ công ra nhiều là người ta sẽ lấy được tiền nhiều. Thì đó, nhưng mà cái vấn đề là người ta bắt được đúng nỗi mà người trong cái khách người ta chịu được, thì sau đó là xe máy về chạy ok không hỏng lại nữa thì nó ok, coi như là tiền đấy nó ok nhá. Đến cả bản thân mình đi sửa máy móc các công ty cũng thế, đôi khi mình tìm ra lỗi rồi nhưng mà ví dụ nó cháy cầu chì chẳng hạn, mình không thể nào mình bảo mình cắm cầu chì mình lấy vài trăm nghìn được, thì nhiều người người ta sẽ bảo mày thay con điện trở bé tẹo này, mày lấy tao cần này, mày thay cầu chì như này thế nhiều. Nhưng cái vấn đề là cái cầu chì đấy nó là như nào, là chúng ta phải có một kiến thức sâu, chúng ta bỏ thời gian chúng ta học rất dài chúng ta mới tìm được con đấy nó lỗi, chứ không phải là chúng ta gọi cho mình trong đầu mình chưa có kiến thức gì mình đến cái máy này hỏng mày làm rồi mày sửa cho tao đi. Hay là mình mở ra cái mình rút ra được coi cái hỏng ngay, con linh kiện hỏng ngay và mình thay con linh kiện khác là được, thì đúng là gọi là thánh, chắc là siêu nhân các bạn nhé. Mình phải mò mẫm rất nhiều đoạn đường đi dài, sau đó mình quay về cái con đấy hỏng thì tất nhiên là mình phải lấy công là như vậy. Vậy thì mình đi sửa chữa máy móc công nghiệp nó cũng như thế, có những cái con mà mình phải dò cả buổi ngày, có khi cả buổi sáng mình mới dò được ra cái cầu chì hỏng, chúng ta sẽ phải hiểu như thế. Thì mình lấy ok, khách hàng chấp nhận, và tất nhiên là khi xử lý xong ấy, thì là máy nó chạy bình thường, quan trọng là máy móc nó đã chạy bình thường là ok, là chúng ta sẽ đặt có được cái niềm tin của khách hàng.
Cũng như chúng ta mà sửa chữa những cái thiết bị điện dân dụng này này thì chúng ta cũng phải đặt niềm tin, không phải đặt tiền lên hàng đầu mà chúng ta phải đặt niềm tin của khách lên hàng đầu. Thì sau đó chúng ta mới lấy được tiền. Và khi đó thì khi khách đã có niềm tin rồi thì lần sau hỏng hóc nữa hoặc họ sẽ còn giới thiệu cho mình những người khác thì chúng ta mới có công việc được nhiều, chứ không phải là chúng ta cứ chặt chém là sau khách chỉ được một lần thôi, sau là khách biến mất và không bao giờ đều tới mình nữa. Và kể cả các anh bán hàng cũng thế, đồ bán cho khách mà trong thời gian bảo hành mà lỗi thì kiểu gì các anh cũng phải xử lý lại. Chứ này bán hàng xong bắt đầu bảo hành xong đun đẩy trách nhiệm chạy mất dẹ chạy bảo là không bảo hành cho khách ấy, thì lần sau khách không bao giờ mua hàng của mình nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng bán hàng. Tóm lại là chúng ta ăn được một lần thì không ăn được mãi mãi mọi người ạ. Cái nghề gì cũng thế, kể cả nghề làm quán ăn cũng thế, chúng ta cứ chặt chém khách thì cũng chúng ta có làm ăn ngon đến mấy mà chúng ta chặt chém khách rồi chúng ta thái độ với khách thế này thế kia thì chúng ta cũng mất khách dần hết các bạn nhé. Thôi quay trở lại để mình thử sửa cái bo này xem được không. Thì cái bo này nhá, mình nhìn qua thì mình đang đoán này là thợ trước họ không sửa zin mà họ đã độ bo, một là độ bo nguồn 3 giây hoặc là nguồn 5 giây hoặc gì đó thì mình không biết, nhưng mà đã động chạm rất nhiều linh kiện ở trên bo nguồn này thì đã bị tháo đi. Quật lờ chặn này thì tháo đi làm gì mọi người nhá, quật chặn này này rồi tụ lọc nguồn các thứ này chắc là họ độ cả IC hay sao ấy. Rồi linh kiện diode này hay là do họ không sửa được họ gạt vặt đi nhỉ. Diode này, tụ này của mạch dập xung ngược này điện trở này còn nguyên thôi. Rồi phần hồi tiếp ổn định qua FB qua con DZ 12V, móc FET này cũng động hết. Tóm lại là khối nguồn này họ đã cày rất nhiều rồi nhưng mà không hiểu sao họ nói là con MSU này nó chết nên không có khả năng sửa nữa. Thì mình đang nghi ngờ ấy, đó là khi mà chúng ta động đến khối nguồn mà chúng ta làm không cẩn thận mà nguồn dâng cao thì đúng là đập chết nó thật các bạn nhé. Nó sẽ đập chết rất nặng cái khối nguồn. Nó đơn giản sửa, mình đã tại sao mình làm những video rất nhiều những video sửa khối nguồn vì khối nguồn nó hỏng rất là nhiều, nhưng chúng ta phải sửa làm sao phải ok, chứ chúng ta cứ độ cái bo nguồn, cái nguồn đa lăng, nguồn 3 giây, nguồn các thứ ấy, chúng ta không có kiến thức về nguồn đã, chúng ta đã độ nó đã loạn linh tinh rồi thì nguồn nó dâng thì cũng chết nặng hơn là đúng nhá mọi người nhá. Bác khách này bác em đến bác nói rất là buồn, bác ấy tiền thì bác đây cũng phải là khả năng các bác ấy cũng là người nhiều tiền chứ không phải ít tiền, bác ấy thuê cả taxi lên hay sao ấy. Thì do nhưng mà là cái đồ của bác ấy thì bác cũng mua cũng mười mấy triệu cái bếp này mà đến cuối cùng đem đi thợ đấy, bác ấy bảo là thợ nó sửa nó không có tâm như thế. Thì qua đây chúng ta sẽ, bạn nào mà sắp làm nghề hoặc đang làm nghề thì chúng ta hãy nhìn nhận nhé, hãy nhìn nhận để chúng ta sẽ đưa ra một cái đó là một cái tấm gương để chúng ta có thể không theo. Thì cái kênh này của mình thì quá nhiều thợ theo dõi và đặc biệt là có những cái thợ người ta có tâm và có những người thợ người ta rất xấu tính luôn, mình nói thẳng luôn. Bây giờ là YouTube nó không có nút dislike nữa nên chả dislike được. Có nhiều người ta vào người ta xem người ta dislike rồi người ta nói chửi bới, nhưng mà chửi bới cũng chẳng được, YouTube nó lọc hết mọi người ạ. Những video mình chia sẻ là kiến thức thì đa số ấy, không thể phủ nhận ấy, là cái kênh của mình đã chia sẻ quá nhiều kiến thức và nâng tầm cho nhiều thợ. Nhưng có những cái anh thợ ấy, họ ghét mình, họ không có tới ấy, là họ chỉ sợ là cái tên này là tên mới ra trường, nó mở cửa hàng ngay sát khoảng cách mình khoảng tầm 100m thôi. Mình thì mình làm lâu năm rồi, mình khách rất đông và làm rất là hoành tráng. Như anh ông này ông ấy vừa mới ra trường thôi nhưng mà ông ấy đang theo dõi kênh Vũ Kiên, YouTube của thằng Vũ Kiên. Đây là cái ban bệnh này ngày xưa mình kiếm rất tiền rất nhiều như này, nhưng mà người ta lại đem đến anh này làm ok làm ngon. Có sau lại khi có những cái ban ông ấy còn anh này còn làm tốt hơn ông này thì coi như là cái ông này chắc chắn là ghét mình. Các bạn nhé, để mình chia sẻ kiến thức nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đấy mình vừa nói rồi, thợ phải có tâm. Làm cái nghề gì như thế, chúng ta làm ngoài tiền, chúng ta làm như này là chúng ta phải lấy tiền nhé, là chúng ta có tiền để chúng ta mưu sinh nhá, công việc là như thế. Nhưng chúng ta cái tâm của chúng ta đặt lên ấy thì chúng ta sẽ là có lượng khách nhiều và chúng ta sẽ có công việc đều, chứ không phải là vào chặt chém xong chạy mất. Thời ngày xưa thợ điện tử ít, có những ông nằm mưa nằm gió một vùng. Như quê mình ngày xưa cũng thế, ở quê mình thì chỉ có đem ra hai thợ. Hồi mình chưa học ấy, hồi mình chỉ học cấp 2 thôi, đem ra hai thợ, một thợ là cách mình 10 cây ngoài Phúc Yên.
và một thợ nữa là xuống dưới Thạch Lỗi, à xuống dưới Phú Cường cái gì ấy, là hai thợ rất là giỏi và chả có thợ nào nữa cả. TV hỏng hóc là đem đến hết và họ báo giá rất là cao, chỉ đến TV ngày xưa thì CRT ngày xưa ấy, thì đa số là cứ chạy lâu năm là nó nóng, nó bong lên chân linh kiện này, họ đến họ hàn lại là họ lấy giá rất là cao cực kỳ luôn. Mọi người thời ngày xưa linh kiện nó sinh nhiệt nhiều mà, nên là họ làm một vùng luôn. Nhưng đến thời điểm này ấy, thì hai cái thợ đấy đã về già là một này, không có con cái theo gì cả. Và đặc biệt ấy, là có những cái thợ như ở, mình không tiện nói tên, ở Phú Yên ngày xưa rất nổi tiếng, nhưng bây giờ toàn về TV tinh thể lỏng. Thời đầu vị đĩa thì ông ấy làm cực tốt đấy, nhưng mà đến giờ TV tinh thể lỏng thì ông ấy không biết một cái gì luôn. Nên là toàn bạn thợ mình làm cho ông ấy thôi. Tức là ông ấy đã có một lượng khách hàng từ thời ngày xưa rồi, nhưng bây giờ là ông TV bây giờ là ông không làm được, nhưng ông vẫn cứ nhận. Nên là trong cái đấy đơn giản thì ông làm, nhưng thay led hoặc thay màn hình hoặc là xử lý những cái lỗi nặng trên khối nguồn toàn SMD thì ông ấy đã mắt kém, ông không làm được. Nên bắt đầu ông cứ nhận thôi, và bắt đầu là bạn thợ mình làm. Bạn thợ mình làm sau lại đưa lại cho ông ấy, thì ví dụ như bạn thợ mình làm cái này hết 350 thì ông lấy khách là 500 hoặc là 600. Nhưng mà vấn đề là trong cái thời gian đấy mà bị hỏng ấy, ông ấy người ta lật ngược lại và lật ngược lại tiếp vẫn ok. Nên là đó là một cái vấn đề sống cộng sinh mọi người nhé. À, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nhà những thợ ngày xưa lớn tuổi ngày xưa thì là họ không tiếp cận được công nghệ, do đó mà họ sẽ không làm được những thiết bị đặc biệt như cái bo như này. À, người ta sẽ nghĩ là như này, à cái thợ này rất giỏi, trong tâm của những người lớn tuổi thợ đấy rất giỏi, thì bắt đầu sẽ đem cái bếp về đến cho người ta sửa, thì khẳng định là cái thợ đấy họ cũng không sửa được, họ không tiếp cận được công nghệ nhé mọi người nhé. Và những cái view của mình ấy, thì chẳng hạn như là chỉnh lưu bằng móc phét, mình giới thiệu nhiều ông thì bảo là chả bao giờ nghe được nó thông nhiên nó chỉnh lưu móc phét luôn, nhưng bây giờ nó ứng dụng cực cực nhiều luôn, đến cái sạc điện thoại cũng chỉnh lưu bằng móc phét luôn nhé. Thì đó là những cái công nghệ mới mà chúng ta cần phải tiếp cận, và cái kênh YouTube này ấy, là luôn mang cho mọi người được những cái công nghệ, những cái tiếp cận những cái thiết bị mới như thế các bạn ạ. Thôi nói một dài mỏi miệng, quay rồi bắt đầu mình sửa nó, thì mình sẽ sửa zin khối nguồn này. Và cái video này mình có không sửa được, mình quay về con MSU để chết, thì mình cũng up cho mọi người tham khảo nhé. Nó là cái tâm của nghề nhé. Và cái phần này hỏng mình sửa ấy, thì mình sẽ nói cho mọi người, mình cũng không nói cho mọi người về cách mình sửa nữa, bởi vì mình đã có video mình chia sẻ rồi. Mình sẽ để một bình luận một cái video mình đã từng sửa nó. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành làm nhé. Cho mọi người chiêm ngưỡng cái bo nguồn của nó sau trước khi bắt đầu mình động đến làm. Mình vừa hút cái lỗ này ra thôi, bằng bắt đầu làm đấy. Bình thứ cấp này, các loại tụ lọc cũng đã tháo ra lắp vào này. Chả hiểu tại sao tụ điện diode dập xung cũng cắt hết đi này. Còn tụ này là 100V 10mm tụ hóa lọc nguồn VCC cho nó, chả bao giờ nó hỏng đâu. Mà thay bằng con 50V 47mm. PC87 hồi tiếp chắc động tới này. Rồi kể cả chúng ta nhìn có một con diode là DZ12V này cũng động tới này. Nhưng mà cái mạch BNFB này luôn nó hay chết con, nó thỉnh thoảng hay gặp là đứt con điện trở 10Ω này nhá. Con điện trở 10Ω bé bé này. Là 12V đi qua con 10Ω đấy, chúng ta có thể lối tắt được tới chân 1 để chạy sang chân 2, sau đó tràn qua DZ. Rồi có một cái ban nữa là đứt ngầm từ quận hồi đưa tới cái lốt này. Cái lốt này để diode chỉnh lưu ấy. Thực ra bạn nào mà làm sao theo dõi cái video mình sửa cái bo này thì các bạn đã hiểu, bởi vì mình làm là một, và mình nói cho mọi người về lý thuyết là hai, và đường đi là ba, để chúng ta hỏng hóc nó sẽ là không khác, không giống nhau, và chúng ta sẽ hiểu bản chất của mạch, thì bạn nào có tư duy sẽ làm được. Sửa chữa này và cái nghề sửa chữa này nhé, là chúng ta phải có kiến thức và chúng ta phải có cách tư duy, chứ không phải là chúng ta cứ làm máy móc nhé. Làm máy móc thì không bao giờ ok đâu các bạn ạ. IC nguồn đó là con 31065. Chúng ta vào Google chúng ta search rất nhiều nơi bán luôn. Chúng ta search ở Google, chúng ta search thêm chữ IC đằng trước, ICE 31065 nhé. Thì mình hay mua chính hãng của linh kiện chất lượng.vn. Lắp rất ok. Thì mình đã tay IC này. Rồi con tụ này là 50V 47mm ấy. Mình đang thay bằng con 22mm 50V của Lichicon. Thực ra con tụ này zin bản trên mạch này nó lắp con tụ là 100V 10mm nhá, nên chúng ta lắp con 50V 10mm cũng được. Tại sao mình nói cho mọi người thì lắp 50V cũng được, bởi vì ấy, là cái mạch nguồn cấp trước, đây là lọc nguồn cho
cho VCC cho con DC này thì là nó chỉ rơi vào tầm khoảng dưới 20V thôi mọi người ạ, nhưng nhà sản xuất họ chơi cho con tận 100V. Cũng như là lọc nguồn DC 300V ấy, là chơi hai con trụ là chịu điện áp 350V đổ nối tiếp thì tương đương chịu điện áp tận 700V. Đấy là do nhà sản xuất họ thiết kế thừa thôi cho nó an toàn thôi, nên chúng ta thay 50V, chịu 50V ok nhé. Và con tụ này dập xung ấy, diode này, tụ này và điện trở là ba linh kiện dập xung ngược nối với hai đầu của quận làm việc chính ấy, thì đã bị mất con tụ, đã mất diode. Mình thì mình tháo từ bo xác thôi. Con diode thì diode xung mình đã tháo từ những cái bo xác này này, đúng chức năng thôi. Và con tụ này thì mình đang phán đoán là một là nó chỉ số là 222 hoặc 102, nhưng mình đang lắp vào con 102 nhá mọi người nhá. Mình không có lắp 22 thì dù dung lượng lớn hơn thì khả năng là cũng không ổn lắm, nên mình đang lắp một tụ 102. Con này mình không biết tên nữa, không biết chỉ số nữa, bởi vì mình không có bo bo ở đây. Tiếp theo con điện trở bị mất ấy, là con điện trở bảo vệ có dòng, thì là nó là con điện trở là 2,2 ohm nhá. Mình đang lắp zin là 2,2 ohm. Chúng ta có thể lắp 1,2 ohm cũng là 1,5 ohm cũng được. Còn chúng ta lắp lên 4,7 hoặc cao hơn thì có thể nó sẽ ngắt sớm, tức là có tải nó ngắt mọi người nhé. Nó điện trở bảo vệ có dòng, chúng ta lối tắt thì nó vẫn chạy. Có cái là khi quá tải nó lỗi IC luôn, chứ nó không bảo vệ được. Thì tiếp theo ấy, mình thay những con linh kiện đấy. Rồi cái nữa ấy, là mình lắp thêm một con có dây gì đây này, mình lắp thêm con điện trở cầu chì là 22 ohm. Con này thì họ lắp hai con 4,7 song song thì cũng được, thành hai mấy ohm đấy thì cũng kệ, không sao cả. Và cái này thì mình chưa đấu cái quận chặn này, quận lọc này đang đấu tắt thì cứ kệ, tí nữa sửa được thì mình mới thay. Tiếp nữa mình có kiểm tra qua thì con 10 ohm à, con điện trở 10 ohm này không cháy này, 1,2 ok này. DZ thì chưa kiểm tra, đo thông mạch thì không thấy có độ tràn thì cứ để nguyên đã. PC 87 không lỗi, chân 43 không chập mọi người nhá. Đo tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ mình sẽ ghi điện mình test thử nhá. Đo diode này cũng không chết, có diode này nhá. Cái quận nó có một cái quận phản hồi nguồn nuôi về, nó sẽ được đi tới đây này, được chỉnh lưu qua con diode này, rồi chỉnh lưu tiếp cực qua diode này. Đây là con diode kép nhá, trông như này thôi nhưng nó là diode kép, nó chảy từ A sang K rồi lại chảy từ A sang K tiếp, chỉnh lưu theo kiểu hai lần đấy. Sau đó đi qua con điện trở bé xíu này, con DZ ghi về mát là DZ bảo vệ, điện áp về cao quá hay DZ đã tràn để nó bảo vệ cho chống VC vượt quá ngưỡng chịu của con IC này. Nó thiết kế cái mạch này là mạch của EGO nên nó thiết kế rất là ok mà mọi người, nhưng mà vẫn cứ lỗ đẹp, rất nhiều lỗ nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ ghi điện qua một cái bóng đèn thôi, và chúng ta sẽ đo thử xem nó có nguồn ra không nhá. Ghi qua bóng đèn nên không sợ chập cháy gì đâu các bạn ạ. Đây mình để kiểu gì cho mọi người nhìn được cái đồng hồ đấy, để như thế đi. Mình biết là mình hay lấy mát ở cái vị trí lốt này này. Lốt ở đây này, mát ở đây này. Nó có cái lốt này nhá. Mình ghim điện này. Có ăn dòng rồi đấy. Nguồn ra yếu nhá, nguồn này tầm 6V đấy, nguồn ra yếu này. 12V ra cũng nhấp nháy, không ổn định nhá mọi người nhá. Như vậy là vẫn có lỗi. Và mình đo cái nguồn, mình lấy mát luôn ở một dây AC nhá. Thì đây là cái nguồn 300V có thể chỉ đo được ở đây được này. 300V ok nhá, mình đo VCC cho con DC này này, nguồn VCC. Chúng ta sẽ thấy là VCC nó mấp mô nhá, nó không ổn định nhá mọi người nhá. Nó cứ dâng lên dâng xuống ấy các bạn ạ, con này có tải khả năng là sẽ sập xuống ấy. Như thế này mình thử ghim tải và xem nó có nhấp nháy không. Đang ghim tải vào nhá để xem nó có lên được không. Không lên được gì các bạn ạ. Không báo lên được cái gì luôn. 5V yếu mà mọi người. Và con này như đang chết mà mọi người. Đang chết mò su mà. 5V rất yếu luôn. Nó tới chân D này. Đó, nó cứ chập tròn này. Nó tóm lại là còn lỗi nhá, chưa xử lý xong được khối nguồn nó đang mấp mô. Bây giờ mình sẽ kiểm tra linh kiện nhỏ nữa. Sáng
xả điện nhá mọi người nhá, không sợ nó giật. Đồng hồ để đang đo thông mạch nhá, đo giữa hai chân tụ. Chiều là chiều đo từ âm lên dương này, đo ngược lại này. Ok nhá, không chập nhá. Cũng đo từ âm trong dương này, đo này này. Hai con tụ này song song nhau mọi người ạ. Đây là GND, đây là dương. Tiếp tục nó có một con tụ nữa là nguồn tầm 6V ở đây này. Cũng ok, không chập được nhá. Và mình sẽ đo quận này thì ok rồi này. Không biết mọi người có nhìn được không, mình thì hiện tại mình đang đầu tư một thêm một cái bóng nét nữa lên chỗ mà làm việc mình sáng, nhìn mình nhìn rõ hẳn. Đây là dương 300V nhá, tới là một đầu quận làm việc chính này, đi sang đầu bên này. Đó, quận ok nhá thì nó mới ra được nguồn mà. Nó tới chân D này. Con IC này sẽ tạo ra chuỗi xung đóng từ D đi sang S này. Các bạn nhá. Hiện tại nó đang phải khóa mà. Và nó đi toa điện trở 2,2 ohm này để về một GND đấy, về mát của 300V đấy. Mát của 300V nó là một dây AC vào, với cái mạch nguồn này nó chỉ nhiêu lửa bất kỳ thông qua mấy con diode này ở đây thôi, diode đơn đấy nhá. Thì như vậy là ở đây quận này nhiều trường hợp nó cũng bị đứt đấy. Tháo, nhưng mà con này không tháo ra chắc là ok. Quận này là quận phản hồi nguồn nuôi nhá. À, một chân của nó là lối mát toàn mạch của bên sơ cấp này, và chân này nhá, cái chân giữa này này. Nó sẽ đi tới đây này, tới cái lốt này này. Mình đang cắm vào đúng cái lốt đấy nhá. Cái lốt này này, mọi người này. Sau đó là nó sẽ được chỉnh lưu từ A sang K của con diode này. Đó, đo ngược lại, ít chết lắm mọi người ạ. Không thông này. Sau đó lại tiếp tục đi từ A sang K tiếp một con nữa. Đó, ngược lại không thông. Nên chúng ta sẽ thấy đóng gói linh kiện rất nhiều kiểu. Chúng ta trông như này thôi nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó là một con diode kép nhá. Và trên này nó chẳng ghi nó là chỉ số nó đâu. Đây là IC là con này rồi. Còn con C là con này rồi. Con này rồi, con này chẳng có tên tuổi gì cả. Nó chỉ nêu đến đây này, sau đó đi qua con điện trở mình đọc được nó là 100. Thì đi sang, đi từ đây đi sang đây này. Đó, rồi 100 chết nhá mọi người nhá. Mà chắc là lai nguồn dâng cái nguồn lên cao mà. Con điện trở 10 ohm là chết mọi người nhá. Con DZ này thì mình vừa đo nó không chập rồi. Đó, đó, như vậy là chúng ta sẽ hiểu nguồn ra rung rung đấy là do không có phản hồi nguồn nuôi từ cái này về, mà con IC này đang chạy là nguồn mồi. Bên trong nó là có điện trở mồi từ chân D đi vào mồi và được ra của con tụ này để lọc này các bạn ạ. Và nó không có phản hồi nguồn nuôi về nên dẫn tới là có tải cái là nó lỗi ngay đấy. Nhưng bây giờ sẽ thay con điện trở đấy. Con điện trở này nó ghi là 100 ấy. Là 10 ohm nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ đo cho mọi người một chút. Làm kỹ một chút cho mọi người hiểu thêm cái ban này, dù là mình chết mờ su không sửa được thì mình cũng up cho chúng ta hiểu về khối nguồn một chút. 10 ohm này. Đo được 10 kilo ohm mọi người nhá. Mình nhìn trên nó ghi là 100 mọi người ạ. Bạn nào không có cái để đấu tắt cũng được, nhưng mà mình sẽ không đấu tắt, mình sẽ thay. Bởi vì tại sao mình phải thay? Bởi vì là điện áp về mà cao quá thì nó còn tràn qua DZ này, thì con này như là có độ trở giảm ấy. Chứ đấu tắt thì là nó sụt về, nó ghim quá áp quá theo khi lại hỏng nhá các bạn nhá. Điện trở nó theo kiểu như là hạn dòng là như thế, mà hạn dòng để sau có DZ. Tất nhiên là trong ngưỡng chạy của nó thì nó chả có DZ này ở chế độ chờ đây, chả tràn đâu. Chờ mình kiếm con 10 ohm. Tháo vào ngõ hàn xung cho nó ác. Đấy, con này là con chết này. 10 ohm thì trong bo biết từ nhiều lắm. Nó ghi là 100 nhé mọi người nhá. Đây là do cái anh thợ trước anh em lai nguồn, chắc nguồn dâng lên nên nó chết con điện trở này. Không biết là bảo mà su lỗi không có khả năng sửa nữa thì thôi cứ sửa nguồn đấy đã thì mới biết được các bạn ạ. Thế là mạch này thì chúng ta độ nguồn cũng được, nhưng mà nó nguồn nó ra hơi lằng nhằng, nó ra 6V cơ. Nó hơi lạ một chút các bạn ạ. Ra 6V thì làm gì có mạch nguồn nào ra 6V. 6V sau đó nó mở qua sò trường nó còn 5,7V đấy. Ôi rồi cái này to quá không hàn được. Con điện trở mình đang ấy to hơn các bạn ạ. Đó, được một chân. Chân bên này sẽ cạo. Cạo để hàn.
Hiện tại mình đang làm nên mình không nhìn camera, là các bạn có thể nhìn thấy cái đầu của mình đấy. Camera này nó có cái hay là nó có cái màn hình để mình có thể nhìn được là mọi người nhìn như thế nào đấy. Nhiều khi là mình để bị che mất mà mọi người không nhìn được là mình lại phải chỉnh lại. Đó, đo lại nhá cho chúng ta tham khảo nhá. Đo để không đo vào vị trí chân hàn nó, mà vị trí biết là đây, đi từ điểm này tới đầu con diốt đó hoặc tới con tụ đấy đi. Đó, 10 ôm nhé, đo được 11 ôm là ok nhá. Và bây giờ sẽ xem là nó có chập chờn không. Đã ghim điện nhá. Nguồn đa đã 6V ok này. Ôi giời, mà mọi người không nhìn được nhỉ. Khó quá mọi người nhìn. Đó, như thế nhá. Vừa nãy nó ra 5V nhấp nháy đấy, bây giờ ra 6V đẹp này. FB nó FB được 12V nhưng mà ra sẽ là 13V bởi tràn qua DZ mà. Và mình đo cái nguồn VAC cho nó nhá. Cũng lấy mát của một dây AC ấy, tại chân tủ này này. Nó đã có phản hồi về nên nó không rung rung nữa, mọi người thấy không? Chuẩn luôn nhá. À, sau đó là cái nguồn này được mở qua móc phét này. Và 6V vào đây này. Sau đó mở qua móc phét từ D sang S, đây là S này, nó sẽ ra được tầm khoảng 5,3V đấy. Sau đó nó có con DZ này, nó tới con DZ này, à con ổn áp 3,3V này. Đấy, nó vào chân nào nhỉ? Nó vào chân này. Là 5,3V đấy, ra 3,3V. Nuôi cho MSU như vậy là nguồn ok này, để MSU khả năng hy vọng sống không? Rút điện để cắm MSU xem nó có lên được không? Lên được là báo Aerob, nó cũng ngon đấy. Chân này lỏng lẻo hết rồi. Mình kim điện nhá. Đó, có lên mọi người này. Ok. Nó vừa khởi động. Nó vừa khởi động xong nhưng nó không báo lỗi nhỉ. Để mình ấn on thử thế nào. Chờ mình chút nhá. Lấy cái nhựa để vẫn on. Không biết nút on là nút nào. Nút ngoài cùng này không? Không phải rồi. Con này on ở đây. Đó, đóng dưa leo ok. Khả năng là sống rồi các bạn này. Đóng dưa leo ok nhá. Chờ mình thay cái bóng cao hơn. Khi đóng dưa leo hay là mấy ông tụ bù nó không đi vào hoạt động nên cái bóng 60W kia không chịu được nên nó sẽ nhấp nháy đấy mọi người ạ. Kinh thật đấy, con camera Kalon M10 này khi mình tắt nó tối mò này mà nhìn màn hình sáng lóe đẹp luôn này, rõ luôn nha mọi người. Ghim lại này. On này. Đó, đóng ok nhá. Báo lỗi giờ đấy. Đó, E9 là không có cảm biến, không tất cả. Các bạn ạ. Như vậy báo được như này thì mình lại khẳng định là MSU sống rồi. Các bạn nhá. Rất may mắn cho cái anh này rồi. Mọi người ạ. Bây giờ là sẽ lắp, có bác cái đem cả mâm từ, sẽ lắp mâm từ và test thử. Nhưng không có quạt. À, có quạt trên đấy. Như vậy là xử lý ok đấy, mình sẽ lắp cái quần lờ lọc nữa các bạn nhé. Mình sẽ lắp hoàn thiện, mình test cho hiệu. MSU chết đâu, MSU chết, bởi vì mình cũng nghi ngờ là ít chết, không chết được MSU. Bởi vì như này này là khi nguồn ra nó dâng cao nhá, nó dâng cao ấy thì con MSU này nó chỉ chạy 3V 3 thôi, thì ông này ông đã chịu này, ông này ông chịu này, rồi ông 3V 3 ổn áp này ông cũng chịu này, nên do đó mà con MSU này sẽ khả năng tồn tại, chỉ có lỗ linh tinh khối nguồn thì có thôi mọi người ạ. Nhưng mà chưa biết được, bây giờ lắp hoàn thiện để xem thế nào nhá. Mình kiếm cái quần lời đó ở những cái bo sát thôi. Cái quần lời nó sẽ chảy từ đây sang đây và ở giữa là thợ họ hàn vào nhá, nó có một cái lốt để đánh lửa các bạn ạ. Mình phải hút hở ra nhá, không nên lắp quần lời không tác dụng gì. Rồi bắt đầu lắp lấy cái quần lờ ở cái TV Soli, ở cái bo out Soli này, nhưng mà nó bước chân nó không chuẩn nên không lắp được. Nên là có tháo quần lờ ở một cái bo nguồn chắc là của đầu đĩa ngày xưa, đầu DD ngày xưa của California này.
thì nó chuẩn luôn nhá. Thì cái quần L này thì nó là chỉ là quận chặn thôi, nên chúng ta cũng không cần quan tâm trị số, chả cần đo bao giờ. Nhưng cái quần L này số vòng dây như này thì càng ok nhá, nhiều vòng vòng này các bạn ạ. Và dây nó nhỏ chả sao cả, với cái nguồn này công suất nó nhỏ mà mọi người nhá. Con này đúng chân luôn, nên lắp vào phát là sẽ được các bạn ạ. Chúng ta cũng không quan tâm bởi vì có không có nó thì nó vẫn chạy mà. Nó sẽ chặn những cái xung nhiễu từ lưới điện đi đánh vào cái khối nguồn này thôi, bởi vì cái mạch này mạch EGO cũng có thương hiệu mà. Nhà sản xuất là EGO thôi, còn đâu rất nhiều hãng biết từ họ đặt đem ra để rửa mạch. Tiện thể đấy, cái quạt quá bẩn luôn, cái quạt này không vệ sinh là chạy lâu là không tản nhiệt được gió là hỏng công suất đấy các bạn ạ. Nhìn này, đấy xinh chưa, còn chưa hết đâu, đầy trong khe nữa này. Hai mâm từ mình đã lắp này, đang tắt điện cho nó tối cho mọi người nhìn được rõ màn hình này. Và cái led này cũng tắt được này, để cho mọi người nhìn nhá. Chứ nếu mà bật nó sáng lên thì nó rất là lóe. Nó có cái nút ở đây này, có các bạn này, cái đồng hồ đo dòng của mình ấy, mình ấn cái là nó sẽ sáng, còn ấn cái nữa thì nó tắt các bạn nhá. Và mình ghim điện này, may mắn là con này hỏng chỉ hỏng khối nguồn thôi, MCU ok các bạn, MCU ok không chết. Thì nó đã khởi động xong nhá, và mình nó non này. Đó, dư này đóng nhá. Dư này đóng, phần nguồn công suất có và nó đã phát xung thăm dò. Đang tạch tạch mấy phát đấy. À đây, tự tắt để lâu tự tắt. Nó phát xung thăm dò và nó phát hiện ra là nồi đã một nồi đã có. Mình đang đón đấu ngược, lật ngược đấy nhá. Là cái này là nồi bên này đấy các bạn ạ. Nó đã nhận được nồi bên này có nồi rồi mọi người nhá. Và mình sẽ cho chạy này. Đấy, để lâu con này, để lâu tự nó tắt. Đấy, như giả sử mình bỏ cái này ra thì nó sẽ cả hai cái không có nồi đâu nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Đang on đấy, đây mình tắt này. Để cho chúng ta sẽ hiểu được một chút về cái thiết kế bo EGO, nhưng mà không phải bo nào nó cũng như này đâu nhá. Do cái chương trình phần mềm ấy, tức là phần cứng giống nhau nhưng hãng bếp khác nhau, có thể nó sẽ khác nhau một chút đấy. Chúng ta sẽ thấy là nó không có cái nào nhá, nhưng mình để bên này như này. Đó, nhận nồi được luôn nhá. Và mình sẽ chạy thử để xem nó ăn dòng nhá. Chắc là ăn dòng thôi. Mức 2 này. Đó, đã bắt nồi nhá, ăn lên là 1,2A, 1,3 kìa các bạn nhỉ. Đó nhá. Mình cũng chả thử nhiều đâu mà, chỉ test thế này nó chạy được là ok mà. Đó, ok nhá, ăn dòng ok này. Nhận nồi ok mà. À, bên này nhá. Đặt bên này phát, bên này nhận được nồi luôn. Và tất nhiên là chạy thì nó vẫn chạy ok. Chúng ta để ý dòng ăn này. Đó, đã ăn dòng nhá. Mức 6 này, dòng ăn sẽ tăng lên mà. Các bạn thấy chưa? Như vậy là quá, thực ra cũng không phải may mắn, mất xử mất 2,3 triệu rồi. Hôm nọ bác này đem đi lên đưa cho mình cái bo này. Bác ấy có nói là sửa được hay không sửa được không quan trọng, nhưng mà bác vẫn dúi mình vào mình là 500 ngàn, bảo là để bồi dưỡng mình cái này, để tri ân mình ở kênh. Nhưng mình bảo như thế bác là như thế thì không khác gì bác ép cháu sửa cả, tức là bác mang tiền cho cháu để ép cháu sửa trước. Bây giờ cháu sửa được thì bác trả tiền cháu, rồi bác thuê cho cháu thêm được đồng nào thì cháu cảm ơn lúc đấy khi sửa được ấy. Nên con này mình đã sửa được rồi và kiểu gì mình cũng có công các bạn nhé. May mắn cho bác ấy nữa là không phải mua bo, bởi vì mình bảo là mình không sửa được ấy, thì mình sẽ giới thiệu bác có thể mua bo ở người này hoặc người kia. Đơn giản nhất như dạo gần đây bắt đầu anh Lê Bá Hà mà nick ông lão trên nhóm sửa viết từ của mình bắt đầu cũng làm YouTube để chia sẻ ấy. Anh ấy là ngày xưa là giáo viên ấy, bây giờ anh ấy cũng bắt đầu đầu tư vào bếp từ Âu nhiều, nên bắt đầu anh cũng làm YouTube chia sẻ cho mọi người đấy. Rồi là anh mình định giới thiệu bởi anh ấy ở dưới nội thành mà, quê anh ở Phú Thọ hay sao ấy. Rồi một cái anh nữa là cái anh Nguyễn Duy Phương ở Phú Thọ, anh cũng sửa cái bo EGO G5 này rất là nhiều và anh cũng có rất nhiều bo này. Bo mới thì đắt, bo hơn 3 triệu, còn bo giã máy, tức là bo sửa công suất hay bo sửa nguồn thì là giá nó khác nhau. Nhưng mà tóm lại là bo tận dụng thì sẽ bo mới thì nó sẽ là đắt hơn mà mọi người nhá. Nhưng may mắn là không phải giới thiệu và mình đã sửa được cho bác này.
Còn mình sẽ kết thúc video này ở đây nhé. Qua video mọi người lại có một cái tham khảo. Mình tính chính là cái video này không phải là chia sẻ về kiến thức sửa chữa, mà chúng ta liên quan đến làm nghề, tất cả các loại nghề, ngành nghề, chứ không phải chỉ nghề sửa chữa điện tử, là chúng ta phải có cái tâm làm nghề và chúng ta phải may mò tìm hiểu những cái kiến thức mới để trau dồi, để nâng cao tay nghề. Chứ cứ suốt ngày chỉ có nhăm nhăm sửa kiếm tiền của khách, à hôm nay tao có tiền rồi tao đi chơi, đi ăn nhậu, hoặc là thời gian rảnh không có khách thì bắt đầu ngồi bấm điện tử chơi game các thứ, chả có thời gian mà trau dồi kiến thức thì mình không thể giỏi được, bởi vì điện tử, linh kiện điện tử các nó ngày càng thay đổi, chúng ta phải tiếp cận ngày càng mới. Như bản thân mình bây giờ cái kiến thức của mình vững như thế nhưng mà mình vẫn học hỏi hàng ngày. Mình đính chính cho mọi người là mình vẫn học hỏi hàng ngày nhé. Mình hỏi ở đâu, mình không phải qua thầy mà mình hỏi qua những cái các bạn thợ của mình, rồi là mình hỏi từ internet. Mình có một cái ưu điểm ấy là mình khai thác dữ liệu từ internet rất tốt, bởi vì là mình có một cái tư duy, mình có một cái tư duy và như sửa chữa máy móc công nghiệp ấy là mình bám vào internet nhiều, mình tra mã lỗi. Như chúng ta sẽ thấy mình sửa những cái nồi cơm nội địa Nhật các thứ ấy, nó bị lỗi này lỗi kia ấy. Mình làm sao mình có bút sách mình ghi nó ra đâu, internet mình dã mình tìm biết vùng lỗi nào gì đấy, mình sửa máy móc công nghiệp thế, mình biết vùng lỗi nào đâu, mình đánh đúng vùng đấy, thế là mình tìm ra ban, thế là mình sẽ có công các bạn nha. Nó sẽ nhanh hơn so với chúng ta mò mẫm linh tinh. Rồi cái nữa là linh kiện thì chúng ta sẽ phải mua, mình thì lâu lắm rồi, chắc phải 5 đến 7 năm nay rồi mình không đi chợ trời nữa. Ngày xưa cứ 12 giờ trưa nghỉ trưa là bắt đầu lại phi từ nhà xuống chợ trời mua đồ, xong tầm 2 giờ là về đến nhà. Ngày xưa cứ trưa nắng là toàn đi tầm đấy thôi, không về vẫn làm, thời thanh niên chưa vợ ấy. Nhưng bây giờ thì mình cứ internet mình dã, mua online, mua ở những cái web linh kiện ấy. Nhiều người lắm, nhiều người xem kênh của mình lắm, cứ hỏi mình xem bán linh kiện. Mình làm gì có thời gian mình bán đâu, mình là người thợ sửa chữa thôi chứ mình không phải bán linh kiện. Mình có linh kiện đấy nhưng mình không có khả năng đi gửi cho mọi người và cũng không có khả năng là mình liên quan đến bán hàng. Những cái view mình sửa chữa là mang tính kỹ thuật. Bây giờ mình có một phần tiền là do YouTube họ chèn quảng cáo đấy, các bạn xem các bạn sẽ bị chèn quảng cáo ấy. Thì là họ sẽ mỗi tháng họ sẽ trả mình được một ít tiền thôi. Còn đâu cái kiến thức mình bỏ ra mình chia sẻ cho mọi người nó còn lớn lao hơn nhiều so với cái tiền mình nhận được. Và mình nói luôn cho mọi người ấy, là mình không phải làm cái video, những cái video này mình không phải mình một mục đích của mình là chia sẻ và lưu giữ kiến thức cho ai cần. Cho những người xấu cũng được và cho người có tâm tốt cũng được. Người xấu thì họ vẫn xem nhăm nhăm họ xem đấy. Thì mình cũng chia sẻ free công khai này thì không thể nào và ta cho thằng này xem thôi thì không cho thằng kia xem, không thể nào thế được các bạn nhé. Mà mình cứ chia sẻ lên thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cuộc sống, xã hội. Chứ mình không phải là mình chia sẻ để mình sẽ nhận đồ cho về cho mọi người đấy. Như cái bác này này do YouTube họ đề xuất, bác gửi lên cho mình, chẳng qua là bác ở gần nên bác chuyển lên đấy. Chứ bây giờ mình không có khả năng mình nhận của mọi người nữa. Nên mọi người mà muốn gửi đồ cho mình thì các bạn thông cảm nhé. Mình nhiều việc quá mình không có khả năng nhận hết được. Bởi vì mỗi người có sức có hạn, thời gian có hạn, chứ không phải là cứ nhận hết về để làm được. Nhiều người bảo mình tuyển thợ, tuyển này, tuyển kia ấy. Thì cái công việc của mình đã bám với mưu sinh ở 9 công ty rồi. Mình chưa bỏ được họ. Ví dụ mình bỏ về, mình bỏ ấy, thì mình muốn làm với, tức là thuê thợ về làm ấy, thì mình còn phải là để ý họ làm chứ. Thợ, tay nghề họ kém thì họ mới theo mình. Tay nghề kém chúng ta không làm, chúng ta không cẩn thận thì lại hỏng bo mạch của khách nặng hơn thì phải đền mọi người nhé. Và như mình thì cái thu nhập của mình ở các máy móc công nghiệp, các công ty cũng đã ổn định rồi. Nên mình vẫn có thời gian mình ngồi để mình làm được những video như này. Mình phải giấu số điện thoại đi bởi vì mình không cho để cho mọi người đỡ ảnh hưởng đến công việc của mình. Chứ bây giờ mình đi làm, mình ngồi mình làm ấy. Ngày hôm nay thì làm cái video này chưa bị số điện thoại nào gọi đấy. Cứ bị gọi liên tục, gọi đau hết cả đầu luôn ấy mọi người ạ. Nên mình phải bỏ lên, mọi người thông cảm nhé. Nhiều kênh ấy thì họ chỉ chia sẻ một chút thôi, sau đó là họ sẽ bán đồ. Họ bán đồ, rồi họ bán linh kiện ấy, rồi bán đồ sửa chữa ấy, rồi bạn họ nhận học viên vân vân ấy, thì kiểu gì họ cũng phải để mục mô tả này hoặc là trên màn hình luôn là hiển thị số điện thoại để họ tiếp cận được càng nhiều người càng tốt, kiểu như dạng như là mục đích quảng cáo ấy. Họ quảng cáo ra là cơ sở của họ là có thể dạy được bạn tốt đấy, thì đến thì bắt đầu là một khóa học là bao nhiêu tiền. Nhưng riêng mình ấy thì mình không dạy bất kỳ ai cả, mình chia sẻ theo kiểu là mình chỉ đưa đi thôi. Tức là ai học được học thôi. Còn đâu mình không nhận về cái gì nhá. Mình không bán linh kiện này. Rồi mình không nhận dạy nghề này. Rồi hiện tại bây giờ mình cũng không nhận sửa đồ cho mọi người nữa. Bởi vì mình quá công việc và quá bận. Nhá. Thôi nói quá dài rồi. Máy quay nó còn báo hết thẻ nhớ. Đang lắp cái thẻ nhớ 8GB. Nó báo đầy thẻ nhớ luôn. Nên cái video này khá là dài đấy các bạn nhá.
Còn mình kết thúc video này ở đây nhá. Chúc mọi người khi mà làm cái nghề điện tử này là có những cái trải nghiệm bổ ích khi xem kênh này là một. Và chúng ta sẽ nâng cao tay nghề và phục vụ công việc sửa chữa hiệu quả hơn và giúp kiếm tiền mưu sinh tốt hơn. Và quan trọng là chúng ta hãy đặt cái tâm của mình lên hàng đầu và luôn trau dồi kiến thức để ngày càng nâng cao tay nghề. Chúc mọi người thành công nhé. Chào các bạn.